Xin chào tất cả các anh chị, em là Dung. Em là Thương. Đến từ công ty Cách Nhiệt Thịnh Phát. Dạ, hôm nay em sẽ giới thiệu đến các anh chị về một sản phẩm, đó là cửa panel được thi công bằng tấm panel EBS bên công ty Cách Nhiệt Thịnh Phát em cung cấp. Dạ, thì đây là tấm panel EBS với độ dày 5 phân sẽ được sử dụng để làm cửa panel. Cửa panel sẽ được thi công bằng tấm panel EBS bên em. Thì vật liệu đầu tiên đó là tấm panel EBS bên em với độ dày 5 phân. Cấu tạo của tấm panel thì gồm 3 lớp, đó là hai mặt ngoài là tôn, loại ở giữa là xốp EBS. Hai mặt ngoài tôn thì nó sẽ có độ dày là từ 3.5 cho đến 5 thì tùy theo yêu cầu của quý anh chị mà của bên công ty em sẽ cung cấp theo yêu cầu ạ. Về tấm panel thì nó sẽ có độ dày của tấm là từ 5 phân, 7.5 và 10 phân. Thì tấm hiện tại em đang cầm trên tay đây là với độ dày 5 phân, được khách hàng ưu tiên lựa chọn trong việc thi công cửa. Với ưu điểm của nó là cách âm, cách nhiệt và xuyên được ứng dụng nhiều trong thi công cửa panel ạ. Dạ, còn đây là mô hình cửa panel hoàn chỉnh bên công ty Cách Nhiệt Thịnh Phát em đã thực hiện. Thì đây là bề mặt tấm panel. Đây là tấm panel của bên công ty Cách Nhiệt Thịnh Phát em. Thì như lúc nãy em có giới thiệu thì tấm panel này sẽ có ưu điểm là cách âm, cách nhiệt để đảm bảo nhiệt độ trong căn phòng của mình. Thứ hai đó là phụ kiện. Để thi công cửa panel thì phụ kiện không thể thiếu, đó là đấu cửa hay còn gọi là khung bao cửa. Thì đấu cửa này sẽ được lắp ghép vào tấm cửa panel và lắp ghép vào vách panel để mình kết nối giữa cửa và vách panel ạ. Dạ, đây là đấu cửa. Thì ngoài đấu cửa ra thì một vật tư không thể thiếu, một sản phẩm không thể thiếu, đó chính là khóa cửa. Thì như anh chị đang thấy đây là khóa cửa. Như anh chị đã thấy đây là khóa tay gạt. Thì bên công ty Cách Nhiệt Thịnh Phát em đã lắp ghép vào cánh cửa cho mình. Thì ngoài khóa tay gạt ra thì bên em còn có khóa tay nắm. Thì với giá thì dựa vào giá và cũng như là yêu cầu chi phí cũng như là yêu cầu của bên mình thì anh quý anh chị sẽ lựa chọn được một bộ khóa phù hợp ạ. Bên trong cửa panel thì một phụ kiện không thể thiếu, đó chính là ron cửa hay còn gọi là ron cao su. Thì cái này ron cửa hay còn gọi là ron cao su thì sản phẩm này bên công ty Cách Nhiệt Thịnh Phát em cũng đang cung cấp. Thì ngoài ron cao su thì sẽ có như là ron chân cửa hoặc là u chân cửa. Dạ. Rồi. Với ron cao su thì tác dụng của ron cao su đó chính là hạn chế tiếng ồn cũng như là hạn chế va đập cũng như là giúp cho căn phòng của chúng ta sẽ kín hơn, cách âm cách nhiệt sẽ ok hơn. Đây là sản phẩm đố cửa để thi công cửa panel bên phía công ty em. Đây là đố cửa 5 phân để dùng cho thi công tấm panel độ dày 5 phân ạ. Phụ kiện nhôm đố cửa bên em được sản xuất từ nhôm, chất lượng nhôm cao cấp, cho nên sau một thời gian anh chị sử dụng sẽ không bị quá trình oxy hóa cũng như là reset. Thì hiện tại ở ngoài thị trường sẽ có rất nhiều phụ kiện nhôm để thi công cửa khác nhau. Thì tuy nhiên thì anh chị dùng sau một thời gian thì anh chị sẽ nhận thấy chất lượng của nó sẽ hoàn toàn khác biệt. Có thêm một ô kính cường lực thì công ty Cách Nhiệt Thịnh Phát em cũng sẽ có thi công theo yêu cầu của mình, sẽ cắt một ô kính ra. Thì ở ô kính này bên em sẽ dùng phụ kiện đó là khung bao kính. Thì ô kính cường lực sẽ có độ dày khoảng 5 ly, để cho mình có một ô kính ở cửa bi có thể nhìn vô được bên trong. Dạ, như anh chị có thể tham khảo, đây là một ô cửa sổ được làm bằng kính cường lực của bên công ty Cách Nhiệt Thịnh Phát em. Thì đây sẽ là khung bao kính xung quanh. Dạ, thì kích thước ô cửa kính này sẽ tùy vào yêu cầu của quý anh chị ạ. Rồi, dạ vừa rồi em đã giới thiệu đến các anh chị đó là mẫu cửa làm bằng panel cũng như là phụ kiện để thi công cửa bên em. Thì nếu như các anh chị có vấn đề gì thắc mắc hoặc là có câu hỏi gì đó, lại câu hỏi cho phía công ty Cách Nhiệt Thịnh Phát em sẽ giải đáp cho quý anh chị ạ. Gì nữa? Nếu anh chị đang có nhu cầu về thi công phòng bằng tấm panel hoặc là thi công phòng sạch cũng như là thi công cửa panel thì hãy liên hệ đến công ty Cách Nhiệt Thịnh Phát em với website là cachnhiethinhphat.com hoặc là fanpage Cách Nhiệt Thịnh Phát cũng như là hotline em để bên phía bên dưới. Dạ, cảm ơn tất cả các anh chị đã theo dõi ạ.